ôi à, chết rồi. Đấy, lấy đi. Cô làm bể cái bình gì vậy? Anh Vĩnh với chị hổn với người lớn á, em nói thiệt từ nãy giờ em không nói nha. Bây giờ em nói thành ra em hổn, nhưng mà anh chị em phải dùng cái từ gì, anh chị đang rất là mất dạy với cô luôn á. Hello, xin chào tất cả, đây là quay trở lại channel của mình là mình vui vẻ. Thì hôm nay thì có sự xuất hiện thêm của cô Trang và là Vy Vồ Véo sẽ hợp lý á. Trung Hiền. Trung Hiền Nguyễn Hiền. Đó thì như anh em cũng biết thì con bé này nó mới lên ở VV một thời gian thôi. Thì có một số anh em kêu là sao con bé nó mới lên mà trôn nó nhiều quá, còn này kia thì thực sự anh em thì ngoài những lúc trôn tạo cho em nó vui, niềm vui và quen với cái team này, thì những cái lúc mà tụi mình quan tâm vui vẻ em nó thì chẳng lẽ tụi mình cũng quay lên anh em nhiều quá, nhiều anh em nhạy cảm quá. Cho nên là hồi xưa là lúc mà Phương nó mới gia nhập team của mình á, từ đó thì mình cũng có một cái màn gọi là thử lòng. Theo ý kiến của anh em thì con Hiền cũng mới thì tại sao vẫn không làm một cái màn thử lòng mới, thì ngày hôm nay mình có một cái ý tưởng đó là mình sẽ nhờ cô Trang đóng giả một cô lao công. Cô lao công tức là người dọn dẹp vệ sinh cho theo yêu cầu của người khác đó anh em ạ. Đó thì mình với Vy sẽ tỏ thái độ khó chịu, coi thường, miễn thị, bây giờ có những cái lời nói hành động không đúng đắn với những người làm như vậy. Đây là ý tưởng mình lấy từ đời thực nha anh em ơi. Thực sự là mình ở ngoài đời thực là cũng có nha, chứ không phải là không đâu. Ngoài đời thực là vẫn có những bạn trẻ đấy, là đốn đầy luôn, kiểu như là coi thường những công việc mà già như là những công việc thấp hèn á. Đúng, họ xem là những công việc thấp hèn. Đó thì hôm nay thì cô Trang là sẽ giúp mình cái bài đó. Cô có đâu không? Cũng bình thường, không có run gì hết. Nhưng mà con lúc nào mà xíu lỡ tụi con nói nặng lời quá, cô cay quá, cô xả vai, cô dứt luôn tụi con không? Không có đâu, đây là diễn mà. Đúng không? Anh em đây là diễn. Anh em xem cũng nghĩ đây là diễn nha, đây là diễn, đừng có nghĩ thật. Nhưng mà lát nữa con có nói gì nặng lời cô đừng buồn. Xin lỗi cô chứ. Tại anh Vĩnh. Con này là nó cốt trong tâm nó là nó không cái cốt đó. Nó là như vậy rồi. Không. Cốt là không tốt, còn con là cốt con tốt nha, cái miệng con là tí con diễn thôi. Đúng không cô? Không. Đó. Con mới là diễn, còn đây là cốt trung tâm. Để coi thử con bé đó là nó sẽ là có thể là nó, con đoán nha, tâm lý của nó con đoán là nó sẽ chắc nó nhát. Nó có thể là chắc chắn là nó sẽ cũng thương cô, nhưng mà nó sẽ mét không nó sẽ mét miệng bé này là con thái độ đó, nói chung hoặc là nó sẽ im luôn, sau cô về thì tụi nó sẽ nói chuyện với tụi con đó. Hai là nó ghim trong bụng đó, để coi mình đoán coi thử là trong những kết quả đó là sẽ xảy ra cái kết quả nào. Anh em nhớ theo dõi clip của ngày hôm nay nha. Ok, thì bây giờ thì tụi con đi vô dấu mày một xíu nữa, cô bấm chuông. Ok nha, cô sẽ làm theo những điều tụi con nói. Ok rồi, cô Trang sẽ vô sau và bấm chuông. Ok, cảm ơn anh em nhớ theo dõi hết clip của ngày hôm nay nha. Ok, a few moments later. Ủa Hiền nó làm cái gì ta? Hiền ơi! Dạ? Ủa sao mày ở trong phòng biết vậy Hiền? Ra đi chơi hòa nhập với cộng đồng, hòa nhập với mọi người đi em. Dạ. Ủa làm gì trong phòng hoài vậy? Em chào anh, em đang làm công việc. Nó chủ nhật mà cũng làm công việc nữa. Được ngài phải tâm thủ trách công việc, em là nhân viên xuất sắc. Tiểu Cường nữa kìa. Đâu? Ra đây làm việc đi, nhớ không? Mà đừng nằm. Có gì hỏi anh chị nè. Một trong những cái nguyên nhân mà bị cận, biết là lý do gì không? Người ta cứ nghĩ là mình nhìn màn hình là bị cận, không? Cái tư thế mình nhìn cái màn hình nó mới gây ra cận. Ví dụ như mình ngồi, ví dụ như em cũng nhìn điện thoại đúng không? Nhưng mà em ra một cái chỗ ánh sáng mạnh, hoặc là em ngồi ở chỗ có ánh nắng, ở chỗ thoáng, thì nó sẽ ít bị cận. Còn em nằm, hiểu không? Lúc mà mình nằm là cơ thể mình đang đánh lừa cơ thể mình, là mình đang nghỉ ngơi, nhưng mà mắt mình thì lại tập trung vào cái mùi sáng mạnh thì nó rất dễ bị cận, hiểu chưa? Cho nên là mình có làm thì mình ra đây mình ngồi. Trốn anh chị đi. Trốn cái gì á? Nói gì? Trốn. Sợ là anh chị không? Sao vậy? Sao sợ là sao? Ý là mình nói gì bé? Còn nhiều cái sang chấn tâm lý, chưa được chỗ làm đấy. Nghèo quá hay chữa lành quá à? Các chị có mẹ Vy mới khiến em chữa lành đúng không?
em chưa xử tha anh chị. Thử gì em gái? Trời ơi, nói chuyện gì ta? Đau chân quá. Hả? Đau chân quá. Đau chân à? Bây giờ nếu mà bây giờ đau chân thì có một bài thuốc dân gian. Chả kêu riết đau chân luôn, thâm chân luôn má. Đau rồi. Thâm chân là do mày quỳ nhiều quá. Ê mày không nấu cơm à? Con Hiền nó nấu cơm đó. Sao đây chủ nhật mà không nấu cơm cái? Sáng giờ bận. Đi ăn ngoài đi. Trời, nấu sao không nấu vợ cho nó tiết kiệm vậy? Ai gọi vậy? Ai chung vậy? Giờ cửa có Hiền. Giờ ăn hả? Thôi, em không ăn. Vậy cô? À, cô tới dọn phòng tụi con đặt giờ cô đó. Em gọi á. Cô nãy giờ hả? 30 phút rồi giờ mới tới cô. Cô mới dọn mà lại xong rồi cô qua liền đó mà. Trời ơi, nhà mà có khách mà chờ cô chắc cái nhà thúi luôn á. Con chào cô. Tranh thủ chứ chào cô. Chào con. Để cô để dép đi. Ơi, sao để dép đó vậy? Sao thì cô để dép đó cô? Thì cô thấy tụi con cũng để đây. Trời ơi, dép cô chép gì dơ hay mà cô để nè, cô đây cô để qua đây nè. À, thôi rồi, cô xin lỗi nha. Trời ơi trời. Này cô lau lại chỗ đi, cô để dép nó dơ rồi kìa. Dép của cô mà sao nó dính nước, cô đi đâu mà sao nó dính nước dữ vậy? Không có, nước cô mới làm bên phòng bên này á. Nó cũng nước sạch mà con. Mà sao cô đi gì mà tới trễ tới 30 phút rưỡi còn cái phòng kia mà con gọi từ nãy mà. Không phải, tại vì hôm nay cái phòng đó nó hơi nhiều đồ đó cho nên là cô ráng làm cho nó xong đó, nên nó hơi. Sao có cái mùi gì ta? Mà sao cô không nhận thì cô kêu từ cô khỏi nhận bên này cũng được chứ, đã nhận người ta cô phải có trách nhiệm giờ 30 phút rồi. Thì con thông cảm, cô cũng ráng làm lẹ lẹ rồi. Mà sao công ty cô không phát đồng phục à? Không, công ty cô nó cũng phát nhưng mà làm sao con? Có mùi gì á? Cô mới làm kia qua luôn đúng không? Cô chưa có thay đồ gì luôn đúng không? Đúng rồi, mà mùi gì đâu. Cái này là cô phải mình phải chú ý cô ơi, chứ cái này cô mới dọn dẹp bên kia, mình dọn dẹp mình ra mồ hôi này kia. Quá à. Phòng cô mới làm cô bước vô cô nghe mùi luôn á. Sao kỳ vậy ta? Cô ê, lấy cái chai xịt phòng thì cho cô đi dính. Bây giờ cô lấy cái chai xịt phòng này cô xịt một chút xíu cho nó đỡ ấy rồi cô đi vô đây, cô ra ngoài cô xịt đi. Cái chai này đi ra ngoài sao được? Ở đi ra ngoài kia ngồi giùm anh cái đi. Ơi, đi ra ngoài này đi, để con xịt cho cô. Con xịt giùm con cái đi cô. Đi ra ngoài không? Đi cái này xịt vô người cô hả? Không, cô xịt vô cái bao tay hoặc là cái quần cho nó đỡ hôi chứ cái người cô mồ hôi quá. Thì. Còn thì cái này con góp ý cho cô, bữa sau cô làm nhà khác hiểu không? Xịt cái chân rồi này kia nữa. Xịt vậy hả? Rồi cô xịt đi rồi khi nào xịt xong cô. Ôi mùi quá. Thôi. Rồi cái tay coi. Trời. Cháu nó xịt cái người xịt đó. Cô xịt rồi con. Con nói cô là cái này để cô rút kinh nghiệm. Mình biết để mình nãy thôi xong mình người lớn. Trong mấy cái nhà khác mà nhiều khi là con nít đồ này kia là nó dễ bị ớn cô hiểu không? Chứ còn mùi mùi mồ hôi người lớn nó khó chịu lắm, nghe mùi khó chịu. Con vẫn nghe mùi, cô xịt thêm đi. Cô xịt vô bao tay cô á. Con nghe mà sao cô cứ xịt nữa. Người con nhiều khi con cô đang khi cô xịt chứ cô xịt trong ngày sao được? Ai vậy hả con? Rồi nhiều khi cô nghe nhưng mà con nghe cô hiểu không? Dạ. Sao không được? Mùi chết được, mùi nặng cái nhà luôn mà nhà điều hòa sao mùi được? Cô này cô đâu có mặt, ba cũng như nữa phải dò bằng tay. Sao mà làm gì? Thì chưa cô? Thôi cô xịt rồi nhiều lắm rồi. Hết nghe mùi rồi. Cô thì cô dọn đi chứ tranh thủ đi cô chứ nãy lắm rồi. Bây giờ cô giờ này cô cái toilet này cô dọn trước giùm con đi. Không dọn hả? Vì cái toilet này là con cần đi này nãy giờ cũng chờ cô nè. Ừ. Không. Một cô đi dọn cô không có đồ nè cái vậy. Hả? Cô để ngoài xe. Rồi thì cô mang xe vô chứ cô. Đẩy xe vô đây hả con? Thì cô đẩy vô đây trời ơi cô. Sao mà không có ấy hết trơn? Cô đi làm được mấy ngày rồi. Cô làm được bao nhiêu lâu rồi? Cô cũng làm được mấy tháng rồi đó. Mấy tháng rồi, mấy tháng? Hai tháng? Ủa sao cái xe vô thì nó sẽ đẩy vô nhà? Chứ thì sao công ty để mà... lát cô lao cho. Mà sao công ty là để cho người mà làm 2 tháng mà đi dọn nhà tụi con là sao ta? Thì cô cũng mới xin vô làm được 2 tháng đó con. Cô làm cũng kỹ lắm. Cô có kinh nghiệm không? Cô làm kỹ lắm con yên tâm đi. Cái gì mà có mới 2 tháng mà công ty mà con đã nói dặn là cái công ty là người nào có kinh nghiệm một chút có biết không? Chút cô lưu lại chút xíu đi con. Em đẩy rồi cô vô đi cô dọn giùm con với. Kêu dọn cái toilet chim như vậy. Rồi ba đồ này đứng làm gì cái sàn quăng ngán được vậy? Đứng cho con uống nước cái rồi làm. Anh để cô vô cô làm được rồi con. Người ta đang làm cho cô làm cho nó trễ thời gian cô. Cô mới làm từ bên kia qua, tức cho cô uống cái nước để mà cô làm. Rồi bây giờ con chỉ cho cô nha.
cái toilet này bây giờ cô cầm gì vậy? Thì lúc nào chị cũng kêu người qua làm mà. Dạ, giờ có em rồi, em chỉ đang rảnh là mày lười muốn chết mà mày làm gì? Trời ơi, mà lười thì bữa giờ ai dọn cho chị? Hả? Cô bà tính cầm này bà trà. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Hư cái bồn cầu của con đó. Cô cô lấy tay cô trà giùm con đi. Cái này bây giờ cái toilet này, cái bồn cầu này là đồ này đồ nhập ý, cô hiểu không? Cái sứ này nó không phải là như sứ bình thường. Cho nên nó là cô. Cái toilet nó mất tiền lắm á. Lấy tay cô trà giùm con với. Chứ cô sao mà cô trà bằng cái này đó? Nó hư cái toilet tới trời á. Con ơi, mấy chỗ khác cô cũng trà vậy nè, cô trà kỹ lắm. Mà trà vậy nó mới vô được. Cô lấy tay cô trà giùm con đi. Chứ cái đó không trà được. Ủa, toilet mà trà bằng tay chị. Rồi cô trà bằng tay giùm con đi. Được không? Cái chà, cũng chà, cái trong nhà. Mày đi ra ngoài giùm tao mấy người mình luôn buông nãy giờ mình đi ra giùm tao quá nhanh đi để ăn còn ấy còn đi trời. Đi ra ngoài đi, ra toilet mà chứ. Bây giờ là cô có chà được không cô? À, cô thường thường cô làm mấy chỗ khác á. Thì nó lâu thôi, thì nó lâu hơn một chút xíu nhưng mà kỹ thì bây giờ khách hàng yêu cầu bây giờ cô có làm được không? Rồi. Đó là công việc của người ta mà. Người ta vẫn chà bằng cái cây mà chị. Vì sao mà cái cây mà trời? Công việc của người ta mà mình xen vô là sao? Người ta đi làm người ta để kiếm tiền mà. Mình trả tiền cho người ta đàng hoàng chứ phải mà mình nhìn tiền gì đâu. Chà đồng toilet, tao cũng chà bằng cái cây chứ chà bằng tay trưởng. Chà cái cây cho được. Cái toilet nhìn mắc vậy sao chà cái tay được? Trời ơi, đóng tiền nó chày sao? Cô ngồi xuống thôi. Chứ sao mà cô đứng vậy rồi sao mà cô cũng không vậy làm sao mà cô chà? Kéo chà dưới một tấm kim nữa. Đó, cô làm nè, cô ngồi cô làm kỹ nè con yên tâm nha. Đó, cái mặt đó, cô xịt thêm xà phòng vô. Không có được, cô trà bên này nè. Trời đất. Rồi, để cô làm liền mà. Sao mà cô có cách 2 tháng mà, sao mà công ty gì mà. Có gì đâu, bình thường mà. Vậy là đúng rồi, la đúng rồi, mới vô làm không biết gì, làm hư phòng, hư đồ chị sao. Không biết làm đâu. Chắc mới vô gì vậy. Được không cô? Không biết làm không? Cô làm đi về đi chứ. Trời ơi, cô cái gì vậy? Cô làm xong rồi. Cô làm kỹ lắm, cô yên tâm nha. Là xong chưa? Là xong rồi đó hả? Ừ, xong rồi đó con. Cô nhìn cái vành đó kìa. Ừ, thì cô... Cái chỗ đó nó sâu trong quá à. Để cái tay vô khó lắm. Trời sao bây giờ cô không chà rồi sạch chứ giờ. Giờ chứ cô chà cửa thì làm sao mà sạch được. Rồi cô chà lại đi, cô chà cái vành đó chưa? Cái ông này thì cũng... Ông này sao nó cứ... Lâm chanh mà, nó lâm chanh nhỏ giờ rồi. Không, không, không phải. Thì lát mày vô mày chà giùm bà đi. Ừ, để em chà cho. Mày chà nó tới mốt luôn á. Nhiều mà... chuyện hết chứ. Nhiều chuyện dữ, nhiều chuyện chứ. Mày làm việc của mày đi. Cô ơi, cô ơi. Cô nè, cô làm xong rồi nè con. Thôi cô cứ bỏ đi. Làm xong cái gì cô, con cứ nói cô là cô kêu cô làm xong. Cô nhìn cái bồn cầu vậy mà cô kêu cô làm xong. Cô làm sạch sẽ rồi, cô yên tâm nha. Sạch cái gì vậy mà kêu sạch. Bây giờ thôi cô tạm thời đó đi, cô bỏ bao tay đi. Bây giờ cái mấy bình nước, mấy cái hộp này nè, nước này nè. Rồi dọn bếp cho em luôn. Đó, cô mang xuống giùm con quá. Đem xuống vứt xong rồi cho nên thông. Mấy cái này bỏ hết hả con? Đúng rồi. Đổ hết á. Đem xuống thùng rác ở dưới bảo vệ á. Vậy, con cho cô xin nha. Cô xin làm gì? Cô đem về cô bán. Không được. Sao mà được? Không, cô đem bỏ cho con đi. Cho cô cái gì bán cho cha. Không, đem xuống bỏ đi chứ. Bán gì? Cô nói gì? Cô xin hả? À, cho cô xin đi. Đằng nào tụi con cũng bỏ mà. Cho cô xin nha. Ừ, có lấy đâu mà. Gì trời. Kỳ lắm, thôi bỏ đi. Cái này là con nói thiệt với cô là con báo lên công ty cô nha. Con đánh giá cô một sao nha. Con ơi, mấy chỗ khác cô làm á, người ta cũng bỏ cái cô xin, người ta cho cô hết à. Đi làm mà xin sỏ là sao? Cô cũng xin là sao cô? Không lấy mà không thích cái kiểu xinh xinh như vậy. Thì từ cô xin trước chứ cô đâu có tự động lấy đâu. Biết là cô xin nhưng mà cô xin cái gì nó cũng phải là nó phù hợp, nó hợp lý, cô hiểu không? Thôi rồi. Tự nhiên cái đồ nhà người ta bây giờ con kêu bỏ cái tủ lạnh này xuống dưới đó, cô kêu là cho cô đi hả? Dạ, thôi được rồi, để cô làm nha. Làm thì tập trung làm đi chứ, xinh xinh như vậy. Con thôi, bỏ xuống dưới đó giùm con. Cái đấy con đem cái này ra của cô nè. Mày thả đi cho người ta làm. Mày rất rối, mày làm mất thời gian lên thêm á. Cô đi ra đi. Bỏ hải thủ lương đi coi. Cô bỏ chưa? Hỏi thế xin hỏi thế xin không biết là còn dọn nhà có lấy gì mình. Bỏ vậy. Rồi, bây giờ để cô dọn dẹp cho con nha. Cô. Còn mấy khủng sao cô không bỏ nó luôn?
mấy thùng này bỏ luôn rồi. Xong rồi con xếp nó lại cho con đi trời. À, con xếp lại. Chuyện mà mình cần làm thì mình phải có tâm một chút. Thì tự nhiên xong rồi, đấy là con xếp lại thôi. Mấy cái đó nặng ha. Đó, rồi con xếp lại cho con. Nặng không con? Không sao, cô làm được. Mày hỏi mấy mày mất thời gian á. Thôi mày đi vô mày làm việc tiếp đi. Đi vô làm việc. Đi vô phòng làm. Đó, con xếp lại cho con. Trời ơi. Đây nè trời ơi, đây nè, thấy không? Ta phải đỏ này lên, bỏ này lên. Rồi rồi, hư cái bình luôn. Cô biết chưa? Cô biết rồi. Cô có làm không? Để cô dọn dẹp là. Thực sự quét cái nhà đi cô, quét cái này xong rồi lau dọn bếp nữa kìa. À, để cô dọn mấy cái dép này đó nha. Để dọn lên mà. Cô ơi, cô khát nước không cô? Cô khát nước không ạ? Con lấy nước cho cô. Cái nước thì cô có con nước của cô chứ mày. Thôi được rồi, con để con đưa cho con nước cho cô làm gì? Tính thế cô uống đâu có yến cho nó khỏe. Người ta có nước của người ta nhé. Cô có khát nước thì cô uống nước nha cô. Ừ, để rồi con cảm ơn con ha. Mày đi vô cái đúng mà lanh thì. Mày đi vô giùm ba, mày hỏi là bạn có thời gian bả dọn. Em hỏi cô trả lời chứ cô. Lẹ lẹ dọn dọn lẹ đi, con đi ra ngoài ăn nữa, đói bụng chết luôn. Ủa sao mình không ra ngoài ăn rồi cô nha, cô dọn. Lấy đồ của tao sao? Trời mày hay quá. Thôi giờ cô dọn cái bếp đi cô. Nhà cô ở xa, con không có gần đây đâu, nhưng mà cô đi được hết á, cô làm cô đi được. Là cô tới đây cô làm hay cô tới đây cô nói chuyện vậy cô? Cô làm đi tới trễ mà cô đứng cô nói chuyện nữa, biết bao giờ mới xong. Cô coi cái chén đó, 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 cái chén đó là cô phải từ từ thôi. Mình nhăn tùy cá thôi, hiểu không? Cái đó là cô phải từ từ thôi, nó xước một cá là cô không có tiền đền đâu. Toàn chén nhập khẩu đó cô. À, cô biết rồi, để cô làm từ từ nha mẹ. Có được không mình trời? Thôi cô đừng có rửa nữa. Cô dọn cái này nè. Cô dọn cái bếp bên này cho con đi. Cô đừng rửa nữa. Dọn cái này nè. Đúng rồi, cô dọn cái này cho con đi. Đây cô rửa. Cô dọn gọn lên nha. Để em rửa cái này cô. Cô rửa chén cho con mà cô chưa rửa tay mà cô đã rửa chén cho con, làm sao mà sạch được. Có đó, cô phải để ý mấy cái thứ đó chứ, mấy cái nhỏ nhỏ đó, không phải ai cũng nhắc cô đâu. Thôi 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 thôi. Quá lắm, quá lắm. Cô lau bàn, nó lau nhà. Mày để đi kìa. Đây đi, nhá. Rồi sao cô lấy khăn của con? Ủa chứ giờ cái khăn này nhắc cô đâu? Cô... Anh làm cô rối, cô quên. Một chuyện công việc của cô không phải sợ kỳ. Hả? Rồi, để cô chùi nha. Ủa rồi, con có nước xịt, và kiếm cô lau mỗi thả dễ không hả? Có thật sự là làm 2 tháng rồi không vậy trời? Cô làm được 2 tháng rồi đó con. Rồi xịt với cái chai nước cùng em. Ôi. Cô xịt chưa? Cô xịt rồi. Cô xịt chưa? Cô không thấy nước gì đó? Đây nè, có rồi con. Trời, bà không dám xịt, bà sợ hết cái chai hay gì á trời. Để xịt thì xịt cho nó mạnh mẽ một chút xíu chứ cái xịt cái gì vậy trời. Để cô làm, cô làm. Mày xịt lên đầu ổng luôn đi. Thiệt nha cô. Tụi con vui quá. Thôi cô lau rồi nhanh này lại. Nói chung là công ty là nói thiệt với cô là mấy cô già già vậy thì nói thiệt là cô nên chọn những cái công ty nào mà nó dọn những cái kho thôi. Còn tuổi già già vậy thì mình lấy đi chứ mình sao mà mình dọn mấy cái nhà kiểu này là sao mà dọn. Thôi đi vô phòng dọn phòng cho con đi. Cô làm cũng quen rồi con. Cô lau giùm con cái chỗ này nè. Dưới chỗ này nè, cái nữa được. Đây cô chà, cô lấy ra chải nha cô chà. Dọn về chỗ con là còn dễ chứ còn chỗ khác sao mà cô dọn thì sao mà dọn. Bà đồ này, bà có đồ nghề đồ biết rồi bà mà làm. Cô ơi quét nhẹ thôi, đang bật điều hòa á. Quét nhẹ nhẹ thôi. Đi trong này đi con lấy cho. Để cô làm. Con kia nữa mình để người ta làm đó. Trong này ấy sao cô quét được? Thì mày nhấc cái chân lên. Để cô làm cho con. Để cô làm cho. Quét nhẹ thôi, bụi nó bay lên. Rồi cô làm nhẹ cho con nha. Con dở cái chân lên, cô quét cho kỹ nha. Ngồi đi.
đây này, cô đây còn cái sợi lông này, sợi tóc gì này. Chắc mắt cô hơi yếu nên cô không thấy. Đó là do giờ mắt cô yếu. Cảm ơn con nha. Cái con kia thử thả ra cho cô làm. Từ từ có xíu chứ nhiêu trời. Cảm ơn con. Dạ. Mày lu bu ghê luôn á. Đây là cô quét qua đây nè, cô quét đâu vậy? Cô quét qua đây. Con yên tâm đi, cô làm sạch sẽ mà. Nãy giờ cô có câu đó cô nói hoài luôn. Không sạch đâu, thấy nãy giờ nhắc từ đầu đến cuối không thấy đâu. Sao anh chị để em ở nhà anh làm cái ngày chủ nhật cái cảm này. Cái gì? Em làm để, bữa để, chủ nhật mày làm còn nguyên một tuần là cái nhà như một cái cống luôn. Cô làm thử em về sớm em làm cho. Cô lấy cái dẻ cô lâu rồi con đang nhà được không? Được, thôi người ta cha cho nó nhanh đi cho rồi. Ê, mà lai bằng tay cho nó sạch. Ôi cô làm gì nữa con? Uống miếng nước rồi làm. À cảm ơn con nha. Mày mất thời gian đi em. Uống miếng nước làm gì mất thời gian trời. Ta đang làm khi nào cô uống khát nước thì cô uống. Chị cô uống con lát khát nước rồi cô uống ha. Để cô mày làm mày nói giống như là ta khó với cô lắm vậy. Ta là muốn con là muốn cô tốt lên thôi. Ủa, tụi con này thằng dễ tính chứ còn trời ơi. Khác là người ta không có cho cô làm rồi đâu. Con nói thiệt cô luôn á. Để vô cô dọn tiếp đâu đây. Bây giờ trong cái phòng này nè. Đó là vô cô dọn cái này cho con gái. Cái này là dễ nhất mà cô không làm nữa thôi luôn nha. Là con ngày hôm nay là con không trả tiền cô nha. Trong phòng này hả con hả? Dạ, bây giờ con nói thiệt luôn á. Bên đó là chỉ mấy cái đồ nó không có dơ, nó chỉ cần Phòng kia. Bên trong đồ này là nó chỉ là cái đồ nó bị bừa bộn mà cô sắp lại thôi. À. Cô hiểu không? Không phải lau vệ sinh gì hết. Rồi. Hiểu chưa? Rồi bây giờ cô dọn sắp được này mà không được nữa thôi là thôi nha, con không có trả tiền công cho cô nha. Cô làm. Cẩn thận mấy cái đồ của con nha. Cái gì nó đã nấy chứ còn con là con thông cảm cho cô á. Lau cho con mấy cái bụi với cái mấy chai nước hoa. Nhiều quá, đồ nhiều quá. Cái gì? Sao mấy mày biết bao nhiêu dụng ở trên mạng mà mày không đọc á? Ô. Tao nhìn cái mặt bàn này tao thấy thấy giờ thấy nha. Mày ở không cũng làm gì đâu, vô coi giùm đi. Bà cô là bảo đảm mới đi ngày đầu tiên cũng còn. Nhìn sao mà không thấy con biết chọn ra làm cái gì? Thông cảm người ta. Đi vô mày coi giùm anh, đứng đi. Con có kỳ á. Hồi nãy giờ thấy mày nói rất là nhiều mà đi vô đi coi đi, nhanh đi. Vô coi kỳ. Mất đồ thì sao? Đi coi ba kỳ á. Không bây giờ tao vô rồi tao chửi rồi mất thời gian nha. Mày đi nhanh đi, mày luôn bu á, mày nhanh giùm tao ấy. Cát nước thì lấy nhanh đi. Chưa mở đâu. Ừ. Con mày sầu bần ghê á. Có bụng chứ. Đi nhanh đi chứ mày chân thời gian nãy giờ là mối. Biết rồi. Dạ con chào cô. Chào con chào cô. Mày bớt nói chuyện giùm ta, con nói cái gì thôi. Mày nói chuyện là cô không có dọn được. Mày có nói gì đâu trời. Mày nãy giờ mày đây mày còn nói mày vô đó mày còn không nói nữa. Mày cứ ngồi im đó cho cô làm thôi. Hiểu chưa? Cô uống nước đi cô. À, cô cảm ơn con nha. Dạ, cô uống nước đi cho khỏe rồi làm. Cô đừng buồn nha, mấy ông bà bị khùng. Thôi không sao đâu con. Dạ. Cô cũng quen mà. Dạ. Tại biết sao cô, ông làm việc nhiều quá cái nói tùm lum tà la mệt á. Nói cô đừng buồn nha. Đây con mở cho. À, mở giùm cô. Cô uống nước đi. À, cô uống cảm ơn con nha. Dạ. Ủa, nhà cô ở xa hả cô? Làm mình đi làm bằng xe máy hả cô? Cô đi bằng xe máy. Nhà cô cũng xa lắm con. Ở tuốt trên Bình Thạnh á. Trời đất ơi. Ừ. Đi qua tới bên này. Ừ. Dạ. Tự đi xe máy luôn. Tự cô đi á. Cô giỏi, con đi làm, con đi ráp á. Con chưa dám đi xe máy. Con tự ở Đồng Nai lên. Cô năm nay nhiêu tuổi hả cô? Cô xa mấy rồi đó con. À, vậy chắc cũng cỡ ba mẹ con á. Ừ. Ba mẹ con cũng sáu mấy. Ba mẹ con nghỉ hưu hết. Ừ. Cô ở với gia đình hả cô hay là? À cô hả? À, cô ở với cháu cô. À ở đâu à. Cháu? Ủa con cô ở đâu ạ? À? Con cô nó cũng ở nhưng mà nó ở xa lắm con. À. Ừ. Con ngồi đâu cho cô dễ làm ta? Thế cho con ngồi trên cái ghế này cho cô dễ. Con làm ngồi đi, ta. Con ngồi đi. Ừ để cô làm nha. Mấy ông bà vô thấy.
Cô có mấy người con cô? Cô có ba đứa. À, là mấy anh chị chắc lớn hơn con quá. Lớn hết rồi con. À, chắc lấy chồng lấy vợ hết rồi hả cô? Ừ, lấy chồng lấy vợ hết rồi. Rồi cô làm cái này lâu rồi hả cô? Được cô, nãy cô nói 2 tháng rồi. Cô làm 2 tháng là cô làm công việc này. À. Còn hồi đó là cô bán rau ở ngoài chợ á. À. Rồi xong rồi vừa rồi bán ế ẩm quá con. À. Cho nên là giờ cô xin vô đây cô làm. Cô làm cũng được gần 2 tháng rồi đó. Làm này cực hả cô ha? Nhưng mà thì cái nào cũng cực á, nhưng mà mình làm riết nó cũng quen. Mà đi nhà mấy nhà khác chắc đỡ khó hơn nhà con đúng không? Nói chung là tại vì hai cô cậu đó trẻ lắm mà. Cho nên là thì phải, tại hai ông bà bình thường cũng dễ chịu lắm á, mà tại không biết sao bữa nay sao khó chịu quá trời. Với lại chắc con thấy chắc mấy ông bà làm việc nhiều quá, mấy ông bà bị nhức đầu quá, mấy ông bà vậy á. Cô đừng buồn nha cô. Tuổi trẻ mà không sao đâu con. Cản được. Để con phụ cô nha. Thôi để cô làm được rồi. Phụ mấy cái lặt vặt bà xã. Trời ơi, bà viên bà xã mỗi ngày luôn. Con nhà con cũng dọn chết luôn. Rồi để cô. Cái gì vậy, có làm được không vậy trời? Sao vậy? Dạ không có gì. Sao nghe lục cục vậy? Không có, em làm đó. Ôi mẹ, chết rồi. Đấy, lấy gì? Cô làm bể cái bình này. Cái gì vậy? Cô làm bể. Bể gì vậy? Cái gì vậy? Sao chị để cái bình bông ngay đây vậy? Cô lỡ tay. Tự nhiên dễ nghe đây. Trời ơi, dễ nghe đây dễ rớt chết luôn. Ai làm bể vậy? Cô lỡ tay. Cái gì vậy cô? Trời ơi, cô có làm được việc không? Có cái bình thôi. Cái bình này 8 triệu đó. Cái vậy? Diêu, bình 8 triệu đó. Má trời ơi, cái cô vậy? Em á, hồi nãy tự nhiên cái em dọn cái đống rác của chị Vi em lỡ tay. Mà sao cô mới kêu cô làm bể mà? Cô sợ anh chị la em á. Vậy là tóm là ai là người làm bể? Em. Nè, nãy em dọn cái đống rác này cho chị Vi nè. Cô có làm được việc không? Em làm bể mà, em chứ mới. Chứ mày làm gì mà, tao đã nói mày vô đây mày ngồi mày lu bu làm gì để cho rớt cái bình xuống vậy? Em thấy chị Vi để rác ở đây em phụ cô. Rác đâu rồi đó? Trời nè, mấy cái khăn giấy em mới dọn. Rồi mày phụ chưa, hồi nãy giờ hai người tao dọn được cái gì đâu. Cho nó nói nghe coi rồi bể cái bình đâu vậy? Cô lỡ. Thôi đi ra ngoài đi. Cái bình 8 triệu bạc chứ không phải là đơn giản nha. Chị Vi để ở đây là báo lên công ty đi. Nhưng mà ai làm bể? Em làm bể. Điện thoại đâu Vi? Em coi lại cam coi. Phòng mình có cam mà, mày coi lại là ai làm bể? Cái gì vậy trời? 8 triệu lận con hơn. Trời ơi, nay xui quá vậy mà. Em sao con ngồi. Làm sao vậy? Mày hậu đầu tao nói mày vô đây thì sao Hiển? Sao giờ con? Vô đây mới làm bể cái đó bình đó 8 triệu bạc. Mà để trên đây rồi làm gì mà quơ kiểu gì mà rớt xuống được bể hay vậy? Mà đang còn nằm trong bọc đây nữa nè. Trời ơi trời, bể cái miệng mà bể vậy rồi làm sao? Con ơi, làm sao giờ con? 8 triệu rồi con ơi, chết rồi con ơi. Ủa là sao? Tự nhiên là 8 triệu là cô nói lại là sao? Là cô làm bể hay là bé là làm bể? Nè, tay bả làm cho ai nè. Làm hư cái gương của tôi luôn. Cái gương là em làm rớt mẹ, nhìn lại. Rồi mày cũng lu bu luôn, mày vô đây luôn. Rồi. Đó, bả làm rớt. Cô con nói thiệt chứ cô làm mấy ngày rồi? Cô làm được 2 tháng ở đây rồi con. Cô làm 2 tháng từ nãy giờ con thấy cô không có dọn được một cái gì hết á. Rồi bây giờ cô làm bể cái bình bông vậy nữa rồi. Thôi cô đi ra ngoài này đi. Cô ra đây nói chuyện đi cô ơi. Báo lên công ty đi. Cái gì vậy trời? Đi ra ngoài giùm con đi cô ơi. Trời ơi là trời. Mất thời gian dọn dẹp chờ đợi đó. Bây giờ con bể cái bình này kia giờ sao đây? Má nhìn cái bình thiệt đúng sót luôn á. Rồi sao cô? Bây giờ sao cô? Nhanh đi cô ơi. Rồi đồ lằng nhằng đổ lại, con này còn nhận nữa. Mình ra đi, bây giờ mày đi vô trong phòng giùm anh gấp đi Hiền không? Nhanh đi, về em nói nó đi vô đi. Đi đi, nhanh đi anh để giải quyết đi. Mày đứng đây rồi, mày cứ lằng nhằng hồi nãy giờ đó mày vô đây, mày tao kêu mày vô rồi coi thôi mà mày vô làm cái gì vậy em? Con bé này. Rồi con lại con đừng có khóc. Cái bài này quá quen, cô bớt, cô đừng có nói gì hết, giùm con. Rồi Hiền đi vô đi. Giờ cái bình này 8 triệu. Có nói gì nữa? Tại em đứng
Đứng làm gì? Cô đừng có kìa khóc nhà, cô cái này không phải chuyện của em, đi vô đi. Cô làm không có tiền, con không có muốn nghe những cái điều đó. Bây giờ cô giải quyết, cô đền cho con 8 triệu. Cô đâu có tiền đâu mà đổ. Cái bà nữa cũng là cô không có tiền, cũng là con đó nữa. Con ơi làm sao bây giờ con? Điện thoại cô đâu? Cô mang điện thoại không? Điện thoại cô có. Đâu điện thoại đâu? Đây nè. Điện thoại cô nè. Điện thoại gì đây? Cái điện thoại này không được 500 ngàn nữa. Rồi đi làm không mang tiền luôn hả? Rồi ăn uống rồi này kia là sao? Cô có mấy chục ngàn nữa con. Bây giờ làm sao con, trời ơi. Làm sao mà có 8 triệu để mà đền đi. Một tháng lương có bao nhiêu tiền? Có 3 triệu rồi con ơi. Một tháng lương 3 triệu. Lâu nay cô dành dụm được bao nhiêu lâu, bao nhiêu tiền rồi? Bây giờ cô cho người về nhà lấy, đem lại cho con. Không được không. Chưa? Con ơi, chú bệnh nặng lắm cho nên là cô đi lại làm rồi. Rồi. Lại khóc lại vã. Cái bài này rất không, là xưa rồi. Thiệt mà con, chú bệnh nặng lắm con ơi. Cho nên là cô đi làm xong rồi về ăn tạm ăn bợ thôi, rồi phải đóng tiền viện phí cho chú. Rồi, bệnh của tụi con thì sao? Cô không biết sao giờ. Cái bệnh này 8 triệu hả chị Vi? Chứ là 8 ngàn. Thấy nó cũng bình thường mà sao 8 triệu vậy hả? Bình cổ mà bình thường cái gì? Trời, cái bình đó mà bình pha lê cầm mấy trăm triệu rồi mình tới đâu? Bình mắc mà chị để ngay chỗ đó dễ rớt chết luôn. Tao bắt em vậy là thịt rồi đó. Mày lên trên mày đi vô đi. Mày nói hồ cái giống như là thành mình có lỗi luôn, người ta làm bể đồ nhà mày á. Không có, nhưng mà ý là tại của em đứng em quần quần quá, cô mới lỡ tay cô. Rồi cô làm sao đi giải quyết nhanh đi cô. Đừng khóc lại sao trời. Mày đi vô đi. Cô xin lỗi tụi con nha, chứ giờ... Lỗi gì cho cô, nhưng cái bình này cô tưởng đó là đơn giản hả? À? Tụi con là con biết mất bao nhiêu thời gian không? Cái này không phải ở Việt Nam là không có. Để cô gọi con cô coi. Coi nó nói sao đi. Chờ cô chút xíu nha. Bây giờ gọi cô hay gọi gia đình cô hay ai đó gửi tiền ra cho con đi. 8 triệu. Cái gì mà chừng này tuổi, mà lớn chừng này tuổi mà bây giờ cô không có 8 triệu trong người là sao? Bà nhiều khi không muốn trả đâu chứ còn có 8 triệu bà chứ cái gì lớn lao không trời. Con hả con? Mẹ đây. Con ơi, con khoan đóng tiền viện phí cho ba nha. Con chuyển qua cho mẹ nha. Mẹ có việc cần hơn. Thôi cô lên con nói chuyện với con cô cho nó nhanh đi. Con gia đình cô cũng mệt quá. Alo nghe anh trai ơi. Bây giờ mẹ của bạn á là bây giờ là đi làm ở nhà tôi là làm bể cái bình nhà tôi là 8 triệu. Thấy không? Là bây giờ là bạn là sao? Là bạn gửi tiền cho mẹ bạn đúng không? Tôi đọc số tài khoản nha. Mà sao mà cái văn của bạn cũng giống mẹ bạn vậy? Gia đình bạn có người đi bệnh thì kệ bạn chứ làm sao bây giờ bể mình của tôi giờ sao? Bây giờ gì? Muốn gì? Thầy phải thầy lên cho người ta chứ nói gì vậy trời? Bây giờ sao? Bây giờ muốn bà già ở đây sao? Chuyển khoản nhanh đi. Nghĩ làm sao mà gia đình bệnh cái gì mà hai người nói qua nói lại vậy trời? Mất thời gian của người ta. Rồi tôi đọc số tài khoản nè. 044 1000 768356 Vietcombank Lê Trọng Bình 8 triệu. Gì đâu mà. Thôi, không có năn nỉ gì hết đâu bạn ơi, bạn nhanh để giùm tôi các bạn ơi. Mất thời gian quá rồi. Bây giờ tôi nói thiệt với bạn, bây giờ bạn gửi lại cho tôi 8 triệu chứ chắc là tôi đã đi tìm mua lại được cái bình đó nữa. Đáng là phải lấy 10 triệu. Đúng là tôi phải lấy 10 triệu quá nha. Đền bù công của người ta rồi, người ta này kia, người ta mất thời gian công sức nữa. Làm nó không được việc rồi bày ra thêm việc nó. Rồi vậy đó nha. Thôi đi. Nè. Thời gian thì gì đâu á. Còn không biết đọc vậy thôi chứ không biết có chuyển khoản nữa không á.
chết. Rồi, có rồi. Rồi, nhận rồi đó. Bữa sau rút kinh nghiệm nha cô. Chết cô rồi con ơi. Thì... Đó, cái gì nữa vậy cô? Đóng tiền cô, phí là trốn mà nha. Không có tiền. Cô đừng khóc trong nhà con giùm. Nha. Thôi đi ra ngoài đi. Con là bây giờ không con nói chuyện với cô là bữa sau á. Mình có kinh nghiệm thì mình đi làm. Còn không thì thôi. Nhưng mà con nói thiệt với cô là bây giờ đó, dù sao cô cũng làm bể cái bình của con rồi. Nha. Bây giờ là cô, con không biết mai mốt cô còn làm cho nhà người khác hay không. Cô cũng đã đền cho anh rồi, anh đừng nói nữa. Cái vấn đề đền là cái gì chắc chắn rồi. Đền là mình phải xóa mà làm bể. Cô đền rồi thôi, anh chị đừng nói nặng nói nhẹ cô nữa. Cô sao lại vậy? Anh nói vậy gì, anh nói gì đâu mà nói nặng nói nhẹ. Thái độ của anh chị từ lúc mà cô với cô đây là đã như vậy rồi. Anh thái độ gì? Anh thái độ gì? Nói nữa, nhưng mà thôi bây giờ em mày nói vậy là sao anh thấy độ gì? Ê tự nhiên thấy vừa riết rồi mày lên đây mày quen mày hổn với anh nha, anh thấy độ gì? Em không có hổn nhưng mà em thấy anh chị làm vậy quá đáng cô, tội nghiệp cô. Nhưng quá mà bây giờ quá đáng cái chỗ nào? Quá đáng cái chỗ nào? Em nói coi quá đáng cái chỗ nào? Ý là thái độ của anh chị từ lúc cô bước vô đây em không có thích. Mày kêu anh quá đáng đúng không? Tao là rất thực sự là chỉ có đề nghị mình thôi đó. Bây giờ mày kêu anh quá đáng đúng không? Anh tính làm gì á? Cái bên mà lúc nãy em bút là đâu đâu cái đâu cho anh xem lại cái bên. Thế anh chị tính làm gì ấy? Alo. Dạ, hồi nãy em mới book một cái cô mà dọn ở phòng số 2 ở Nguyễn Thông anh. Dạ. Đúng 11:20. Cô tên gì cô? Con gọi lên công ty hả? Cô tên gì? Cô Trang. Cô Trang nha, nhân viên của bên anh đó là nói chung là tới nhà tôi dọn dẹp là thứ nhất là không sạch. Thứ hai là làm bể cái bình của tôi giá 8 triệu. Chết cô rồi. Dạ em biết rồi, nhưng mà bây giờ là tôi rất không hài lòng nha. Trời ơi, cô lại con mà con đừng làm cô là vậy. Cô là muốn những cái cô như thế này là lần sau là dọn dẹp nhà tôi nữa nha. Cô lại con mà, cô lại. Đúng rồi, bây giờ đang ở đây nè, bây giờ anh nghe cái tiếng cô không? Cho nên là tôi không có muốn là công ty anh làm việc phải tuyển người làm sao cho nó kỹ càng. Chứ làm sao mà anh để những người như thế này đi làm ảnh hưởng gia đình người khác sao? Cô lại con mà, con làm vậy mất việc cô rồi con ơi. Mời cô về đi. Mời cô. Rồi nha, rồi sau là làm ơn chị phụ anh, giờ anh kiếm một người khác cho tôi đi. Giờ cô đã dọn dẹp xong gì đâu, cái tiền đó tôi không trả nha. Mời cô. Cô xong rồi đó. Cho tiền cho cô hả? Rồi cảm ơn anh. Tiền gì? Làm cái gì mà trả? Tiền của cô thì công ty nha, tính tiền. Ủa cô nào nhờ nãy giờ mà chị? Rồi nha cô. Mày làm gì á? Ủa em không hiểu anh Vĩnh với chị Vy sao nữa. Cô làm cho mình từ nãy giờ xong rồi cô đồng bể cô cũng đơn bể mình hả? Thì cô cũng đã bể đề đơn cho anh chị rồi. Bây giờ tự nhiên cái anh gọi lên đánh giá một sao vậy, xong cô đi làm được nữa. Còn xong mình còn không trả tiền công cho cô luôn á. Mà thì phải quan tâm, chuyện bả hay chuyện mày đâu mà quan tâm. Ủa? Hôm nay anh chị sao chị Vy? Ủa cái gì? Cô lớn tuổi người ta mới làm vậy mà cho anh chị đó xử với cô kỳ lắm luôn. Làm là không được việc gì sao? Dọn cái bình đi. Thì Lan đúng không? Dọn cái bình đi. Em nét mẹ chị cho coi nè, chị đây chị sống người lớn vậy á. Con này là tập trên mét quá, không có mét sai đâu. Anh phải đánh giá cái web nữa. Để cho người ta thấy, mình ghi chữ đây cho người ta thấy, sau người ta mới biết được. Chụp cái bạn mặt bà đó đưa lên luôn. Lần này là em nét đúng chứ không có mét sai, em không có đánh chanh đâu. Nhưng mà anh chị làm gì đâu nhớ được. Em đi đâu kể em. Buồn nha cô. Buồn con mất gì rồi con ơi. Tiền đó là tiền viện phí của chú hả? Đúng rồi, tiền viện phí của chú đó đáng lẽ con đóng mà cô nó đừng có đóng để mà lo cái này trước đó. Tại vì mấy người nãy làm khó cô quá. Con cũng không biết nói sao nữa. Thôi giờ
bình thường mấy ông bán có vậy đâu, tự nhiên bữa nay sao thôi, cô thông cảm nha cô. Cô cũng biết sau này cô xui quá à. Dạ, cũng một phần lỗi con. Con đứng con ấy quá nên cô mới làm ấy. Không có nhiều con gọi cô giữ cô ấy nha. Cô giữ có gì cô lo. Nói chung là nó không có nhiều bằng cái kia nhưng mà thôi cô giữ được gì cô làm. Cô thông cảm cho anh con ơi. Cô sao con cảm ơn con nhiều lắm. 1 triệu này đối với cô bây giờ nó lớn lắm. Dạ. Cô đừng buồn nha cô. Cái chuyện mà anh chị con đánh giá một sao không biết cô có bị sao không con? Có con ơi, chắc là cô phải bị nghỉ việc quá con ơi. Ôi thiệt tình, không biết ông bà nghỉ gì luôn á, con cản không kịp. Cái gì trời? Ngay mà. Tiền này là sao đây? Sao nãy kêu ông có tiền bây giờ cầm tiền vậy? Tiền này tiền của em mà, tiền của em muốn làm gì em làm chứ. Mày thấy không biết anh nói có sai đâu. Nó lanh mà. Rồi anh vẫn cầm thêm cái gì nữa vậy? Đi ha, tao quay lại cho bằng chứng đây nè. Cái này cô tiền gì đây, mày đưa cái tiền gì đây cho cô tiền này. Tiền của em đưa là cái gì đây? Thì em thấy bây giờ anh chị mới bắt đền cô xong, cô không có tiền bây giờ phải làm sao? Hay chưa bài lăng chưa lăng gì trời, bây giờ tiền này là tiền của em mà. Cô cũng cầm nữa, đưa cho cô làm cái gì? Ủa thì em thấy bây giờ cô tội nghiệp thì em đưa thôi. Anh chị bây giờ vừa bắt đền cô vừa làm cô mất việc nữa, bây giờ phải làm sao? Mày đang làm hư người ta đó. Cái gì? Hả? Tao tưởng tụi mày làm xuống đây mày nói gì xong vòng anh chị nói làm sao mày xuống mày đưa cho cô vậy? Này thôi cô đây con cầm lại. Ơ cái gì vậy? Tiền của em mà. Tiền của em mày thì em xài đi. Mày đưa tầm bậy tầm bà cho nha. Ủa đưa tầm bậy làm sao? Anh chị đã bắt đền cô rồi thì liên quan gì? Tiền này tiền của em mà. Thôi cô, hồi nãy giờ là cô sai rất là nhiều. Cô làm gì mà sai? Anh đừng nói chuyện với người lớn kiểu đó nha. Xuống dưới đây mà cô còn cầm tiền của nó nữa là sao cô? Em kêu cô cầm á. Mày im coi. Bé nó cho cô hỗ trợ. Cho cái gì mà cho? Ủa tiền này là tiền của em, anh vẫn sai vậy? Dạ đây, Vy cầm cái đi. Chị Vy nó em mé mẹ chị Vy nè. Mày mé cái gì mé? Em mé lần này là em mé đúng chứ không có mé sai nha. Anh vẫn làm vậy là quá đáng lắm. Ủa tiền này là tiền của em mà, em cho cô. Cô đỡ cô đi về đi. Cô đi về liền đi. Cô thấy cô rắc rối chưa? Cô đâu muốn vậy, bé nó hỗ trợ thêm cho cô. Cô làm gì anh quay cô đây chi vậy? Vĩnh với chị hổn với người lớn á, em nói thiệt từ nãy giờ em không nói nha. Bây giờ em nói thành ra em hổn, nhưng mà anh chị em phải dùng cái từ gì, anh chị đang rất là mất dạy với cô luôn á. Ai làm gì mà mất dạy? Cái thái độ từ lúc mà cô bước vô là anh với chị đã rất là kỳ rồi. Thôi con, anh chị coi lại cái cách đối xử của mình với mấy người khác đi. Lỗi của cô có lỗi gì? Bây giờ cô đã đền tiền cho anh chị rồi mà còn đánh giá người ta một sao nữa là thấy mình quá đáng chưa? Bây giờ anh làm cho cô mất việc luôn. Mà tiền là tiền viện phí của người ta. Bây giờ em cho cô 1 triệu có gì quá đáng đâu. Bây giờ 1 triệu chưa đủ. Thôi cô xin lỗi nha. Lỗi của cô. Thôi tụi con cho cô xin lỗi nha. Giờ cô không biết nói làm sao hết. Nè cô giữ đi cô. Thôi, tiền này là tiền của con. Không kệ mấy ông bà. Thôi cô phải giữ đi cô. Nhâm cầm đi. Coi như là tiền thôi. Ấy. Thôi cô cũng cầm được. Cô cầm đi, coi như tiền taxi. Rồi con trả. Cái hợp đồng là con nói với cô trước đó là chịu là cái tiền này luôn nha. Là đây, là lấy tiền này luôn. Cô cắt đi, cô cắt cho túi đi. Rồi, cảm ơn cô nha. Trời, hôm nay cô diễn đạt quá nhờ. Cô cắt cho túi luôn đi, coi như là... Tất cả chỉ là diễn thôi mà con. Dạ. Rồi, ok, rồi bây giờ đi lên. Lên. Để cô về nha. Cô. Tất cả chỉ là diễn thôi. Bye bye. Là sao cô? Cô. Thôi cô về nha. Ủa khoan. Khoan, cô biết lại nha. Ông quay cái này, cái cô nói cô diễn. Ừ. Cách xê. Đúng rồi, cô được cách xê. Rồi cô biết cách đi. Ơi khoan. Khoan. Đi lên đi. Là sao cô? Cô là diễn thôi. Đấy là cô tin diễn. Cô làm lao công. Chưa? Rồi bây giờ cô xong rồi. Cô chạy cô đi về đi. Thôi, bye bye tụi con. Chưa, ý là cô diễn. Ổng thuê cô diễn hả cô? Ừ. Là cô là diễn viên chứ không phải cô lao công hả? Đúng rồi. Là anh Vy với chị Vĩnh trên thuê. Ồ lộn.
Anh vẫn thuê cô diễn là ủa vậy thì là phải trả cách xe chứ, tiền này của em à, không nội này. Ủa là sao? Hôm nay không phải thuê, mướn thôi. Là sao? Thôi, còn là, cứ ví dụ hồi nãy 8 triệu đồ bể mình bông là sao? Là nói là bài học cuộc đời của em. Ủa vậy trả 1 triệu? Bài học cuộc đời. Anh vẫn trả em 1 triệu.